Vừa qua, người dân Bình Định không khỏi xôn xao trước hình ảnh một nam thanh niên cạo trọc đầu, mặc áo thầy tu rồi đập tủ cướp vàng. Lãnh đạo thị trấn Diệu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định đã xác nhận thông tin và đối tượng cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Sáng ngày 30 tháng 8, lãnh đạo công an huyện Tuy Phước, Bình Định cho hay vẫn đang tiếp tục làm việc củng cố hồ sơ liên quan đến việc một thanh niên vào tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Diệu Trì đập tủ ăn cướp vàng. Theo lãnh đạo này, quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng chưa khai thông tin gì, hiện gia đình của người này cũng từ Đắk Lắk xuống công an huyện Tuy Phước để làm việc. Cơ quan công an đã thu lại toàn bộ số vàng bị đối tượng này đập tủ lấy đi, gồm 5 kiểm vàng 24K. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 8, một thanh niên đi trên quốc lộ 1 rồi bất ngờ vào tiệm vàng ở thị trấn Diệu Trì, huyện Tuy Phước. Sau khi vào tiệm vàng, thanh niên này đã đập tủ rồi lấy vàng rồi bỏ đi. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Bước đầu cơ quan chức năng xác định người gây ra vụ việc này là Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1998 ở Đắk Lắk, thời điểm gây ra sự việc sĩ cạo đầu trọc và mang đồng phục màu nâu. Theo thông tin, một số tờ giấy ra viện ghi ngày 26 tháng 10 năm 2022 được cho là của Nguyễn Văn Sĩ, trong đó được chẩn đoán theo dõi tâm thần phân liệt lãnh đạo công an huyện tuy phước cho hay người này có biểu hiện tâm thần tuy nhiên phải có thời gian để thu thập hồ sơ tài liệu cũng như bệnh án để có căn cứ chứng minh cũng theo lãnh đạo công an huyện không biết người này từ Đắk Lắk đi xuống bằng phương tiện gì và xuống ở đoạn nào. Tuy nhiên quá trình dò camera thì thấy đi bộ lang thang từ đầu cầu Diêu Trì đến cách tiệm vàng mấy trăm mét, sau đó vào đập tù. Hiện công an huyện Tuy Phước đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sĩ. Theo điều tra ban đầu, hôm ngày 26 tháng 8, Sĩ từ Đắk Lắc đến ngôi chùa ở huyện Tuy Phước để làm lễ báo hiếu. Tại đây anh ta nhờ người cạo chọc đầu. Tiếp đó do Sĩ có nhiều biểu hiện không bình thường nên nhà chùa đã đưa ra quốc lộ 19 để đón xe về quê. Tuy nhiên Sĩ không về Đắk Lắk Tối ngày 29 tháng 8, anh ta đi bộ trên quốc lộ 1A qua thị trấn Diêu Trì trong vẻ ngoài của một thầy tu. Sĩ ghé vào tiệm vàng Mỹ Linh 2 trên đường Trần Phú, bất ngờ dùng tay đập vỡ tủ kính trưng bày. Vơ vết nhiều vòng trang sức loại lớn rồi bỏ chạy. Sự việc xảy ra trong hơn chục giây, chủ tiệm vàng hô hoán cùng người dân truy đuổi, không chế được sĩ, thu giữ được khoảng 5 chiếc vòng bị cướp thời gian vừa qua nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của các thầy tu chức sắc tôn giáo lập facebook giả mạo hình ảnh của họ để làm điều phi pháp gây ảnh hưởng tới hình ảnh của thầy tu làm tổn thương mỉa mai đối với tôn giáo mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về người tự xưng là đại đức thích tâm phúc trong pháp phục tu hành xuất hiện tại địa điểm có dấu hiệu ăn chơi và bị cơ quan công an kiểm tra đưa về làm rõ những hình ảnh lan truyền này đã gây xôn xao trong dư luận. Có nguồn thông tin cho hay, hình ảnh nói trên là vụ việc xảy ra vào tối ngày 22 tháng 7 khi công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn uống hoạt động như mô hình quán bar trên địa bàn. Khi đó, công an đưa nhiều người về thẩm tra, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi, là người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, xôn xao trên mạng xã hội. Qua test nhanh, ông Phúc âm tính với ma túy và có giấy tờ tùy thân nên công an đã trở về. Tuy nhiên, việc ông Phúc trong pháp phục tu hành có mặt tại một địa điểm như thế khiến nhiều người bức xúc. Vài năm trở lại đây, ông Nguyễn Minh Phúc không còn xa lạ khi xuất hiện trong nhiều clip trên các nền tảng mạng xã hội, tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì của chùa Hoàng Pháp Trung ương có những hành động phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Phật giáo. Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, giáo hội và cơ quan chức năng đã nhiều lần lên tiếng. Cụ thể, trong báo cáo của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi có đề cập rõ nơi tự xưng chùa Hoàng Pháp Trung ương ở địa chỉ số 174, xiệp 13A, ấp Láng Cát xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi chỉ là nhà ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo. Tại địa chỉ này trước đây cũng từng đăng ký thành lập 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật, nhưng do các doanh nghiệp không hoạt động nên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thu hồi giấy phép. Còn về ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, đăng ký cư ngụ tại địa chỉ nói trên, tự nhận là Đại Đức Thích Tâm Phúc là giả dạng tu sĩ Phật giáo. Các giấy tờ như chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận tăng ni, quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa Hoàng Pháp Trung ương mang tên Đại Đức Thích Tâm Phúc, Đức Nguyễn Vinh Phúc, được ghép sao chụp ảnh chữ ký của lãnh đạo và khuôn dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên mạng xã hội, ông Nguyễn Minh Phúc còn quảng bá nhiều huân, huy chương bằng khen của lãnh đạo nhà nước chính phủ. Các cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định do ông Phúc tự làm giả. Thượng tọa thích tâm hài bày tỏ, ông Phúc được một số youtuber, tiktoker khai thác trên mạng xã hội liên tục trong nhiều năm qua. Dù giáo hội Phật giáo đã phản ánh cùng với các hành vi làm giả giấy tờ, nhiều tăng ni bắt khoăn không hiểu sao hiện tượng này cứ tồn tại lâu dài. Các cơ quan chức năng cũng đã biết nhưng không có giải pháp gì để chấm dứt. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn làm loạn thêm cho mạng xã hội giống như một cách dung túng cho hành vi làm tổn thương mỉa mai đối với tôn giáo, Thậm chí có những đối tượng mặc áo Phật tử hoặc nhà sư đi bán hương dạo, trèo kéo nhiều người mua hương với danh nghĩa, ủng hộ chùa để làm phúc, thậm chí còn hù dọa về mặt tâm linh để chủ nhà không thể từ chối. Đầu tháng 11 năm 2022, chị Nguyễn Thị Hát ở phường Nghĩa Đức, thành phố Giang Nghĩa đang chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà thì nghe tiếng gọi cửa. Khách vừa đến là một người mặc áo nâu sòng đi xe máy, trên xe linh kỉnh những túi sách chứa hương và tự xưng là thầy chùa, đề nghị chị Hát ủng hộ nhà chùa gây quỹ để làm cơm chay từ thiện phát cho người nghèo. Tuy nhiên, với đặc thù làm công tác xã hội nên chị Hát có nói rõ quan điểm, thông thường khi nhà chùa tổ chức hoạt động gì thì Phật tử sẽ tự nguyện lên chùa đóng góp ủng hộ, chứ không phải để sư thầy đi đến gõ cửa từng nhà để huy động. Nghe vậy, vị sư thầy có vẻ lúng túng một chút liền chuyển sang mời mọc mua hương và bảo không ủng hộ nấu cơm bếp ăn thì mua hương giúp nhà chùa gây quỹ từ thiện cũng được. Thấy việc nên làm, chị Hát không ngần ngại mua một hộp hương làm từ thiện. Khi trả tiền, sư thầy bảo này, bảo cho thầy 30.000 đồng, chị hát mới ngã ngửa nhưng lỡ mua rồi, hơn nữa lại là việc thiện nên vui vẻ trả tiền. Sau khi bị thầy chùa này đi khỏi, chị hát mở bó hương ra xem. Bên trong bó hương gồm 10 hộp nhỏ, mỗi hộp có chừng 30 cây hương, giá thị trường chỉ khoảng 10.000 đồng. Trên mỗi hộp còn ghi giá 30.000 đồng, địa chỉ sản xuất tại chùa Phước An, tỉnh Tiền Giang. Tương tự, chị Hà Thị Hát, phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa cũng dở khóc dở cười khi được nhà sư gõ cửa để bán hương. Theo như lời chị Hát cách đây không lâu, có người vào nhà gõ cửa giới thiệu đang tu hành ở chùa gần đây và đi bán hương để quyên góp tiền ủng hộ người nghèo và công đức. Gia chủ mua bao nhiêu đều được ghi vào sổ sách để chính lên nhà chùa. Nghe thế, chị Liên mua hai hộp ủng hộ. Khi trả tiền mới tá hỏa là một hộp có giá 200.000 đồng. Thấy giá đắt, chị Hát chỉ mua một hộp và trả 200.000 đồng cho vị sư thầy. Khi trả tiền xong, vị sư cảm ơn và lấy ra cuốn sổ và hỏi tên tuổi, ghi địa chỉ chị Hát ghi vào điều đáng nói khi chị hát hỏi sư thầy ở chùa nào ở đâu thì người này bảo ở chùa phước an xã quảng thành giang nghĩa là một phật tử nên chị hát biết ở giang nghĩa không có chùa nào tên là phước an cả theo phản ánh của nhiều người việc các nhà sư đến từng nhà bán hương không phải là chuyện mới mà kéo dài từ nhiều năm trước. Lúc đầu người dân tin tưởng, mua ủng hộ với suy nghĩ làm việc thiện công đức. Tuy nhiên điều đáng nói là các nhà sư đều lấy mục đích quyền góp tiền ủng hộ cho người nghèo khó khăn để bán hương với giá đắt đỏ, nhưng trên người không có giấy tờ gì, cũng không nói có nơi mà họ tu. Hương được giới thiệu có chất lượng tốt, nhưng khi sử dụng thì chất lượng không như quảng cáo, bị ẩm mốc. Điều này gây bức xúc, cảm giác bị lừa, niềm tin bị lợi dụng. qua những sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng giả dạng thầy chùa để lừa đảo này là người dân cần cảnh giác và từ chối những vị sư không rõ danh tính việc làm phúc là điều cần thiết và nên làm nhưng cần phân biệt rõ để không tiếp tay cho những kẻ chuyên lừa gạt lòng tốt của người dân